Hiện tại, người sống lâu nhất trên hành tinh là 118 tuổi, nhưng nghiên cứu mới đây cho thấy con người về mặt lý thuyết có thể sống tới 150 năm. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia về cách tăng tuổi thọ và sức khỏe. Thứ nhất, trà xanh. Ở đảo Okinawa của Nhật Bản, mọi người sẽ đổ đầy một bình trà và nhâm nhi cả ngày. Trong đó có caffeine đã được chứng minh là có tác dụng tích cực, giảm tỷ lệ mắc bệnh tim, tiểu đường, Parkinson và tăng khả năng tập trung hơn. Loại đồ uống này có tác dụng có khả năng chống lại một số loại ung thư, ức chế sự phát triển của các khối u. Thứ hai, trà đen. Trà đen mang lại nhiều lợi ích giống như trà xanh, caffeine, polypenoid, chống lại sự phát triển của một số bệnh mạng tính bao gồm tiểu đường loại 2, ung thư, đột quỵ và bệnh tim mạch. Trà đen còn tốt cho đường ruột, tiêu hóa hơn cả trà xanh. Thứ ba, cà phê đen. Cà phê có chứa caffeine và các chất chống oxy hóa có lợi. Chuyên gia cũng thông tin đó là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa chính trong chế độ ăn uống của người Mỹ. Loại đồ uống này giàu chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm vitamin B5 tạo ra các tế bào hồng cầu, mangan phát triển và chuyển hóa xương, kali để hạ huyết áp, magie sản xuất năng lượng và tốt cho giấc ngủ, niacin chuyển đổi vitamin thành năng lượng có thể sử dụng. Nước Cơ thể cần nước và chỉ có thể tồn tại nếu không có nước trong khoảng 3 ngày. Nước cũng rất tốt cho sức khỏe khi so sánh với hầu hết các loại đồ uống được bày bán do không chứa đường, hóa chất hoặc chất phụ da. Ở tất cả các vùng đất trường thọ, mọi người uống nước trong các bữa ăn. Chuyên gia cũng đưa ra giả thuyết rằng nước ở đó cũng có thể tốt hơn cho sức khỏe ở những nơi khác. Ông nói, nếu bạn hỏi một cụ già trăm tuổi lý do người dân ở đó sống lâu, họ sẽ nói thức ăn ngon, không khí trong lành và nước tinh khiết.